Sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us cùng YouTube IBC TV Official. Như thường lệ, trước khi chúng tôi gửi đến quý khán giả bản tin chi tiết, sau đây sẽ là phần điểm tin. Thụy Điển và Phần Lan chính thức nạp đơn xin gia nhập NATO. Người đàn ông nhận tội giết 5 người Na Uy bằng dao và cung tên. Ngập lụt vùng Đông Bắc Ấn Độ, nửa triệu người di tản. Phi cơ của hãng hàng không China Eastern rơi vì nguyên nhân chủ ý của chính phi công. Thổ Nhĩ Kỳ chặn đàm phán gia nhập của NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới NATO với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức nạp đơn xin gia nhập NATO. Tổng thư ký của NATO là Jens Stoltenberg hôm thứ Tư cho biết là Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới. Một quyết định được thúc đẩy vì nỗi lo ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia trước cuộc xâm lược Ukraine của quân đội Nga. Stoltenberg đã lên tiếng hoan nghênh sau khi nhận được thư xin gia nhập NATO của Tòa đại sứ hai quốc gia Bắc Âu chuyển đến, cho rằng đây là sự kiện quan trọng trong chính sách bảo toàn nền an ninh Liên Âu. Đơn xin gia nhập sẽ được 30 quốc gia thành viên NATO xem xét trong tiến trình kéo dài khoảng 2 tuần lễ, bất chấp sự chống đối của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan. Các cuộc họp xem xét đơn xin gia nhập NATO thường được quyết định trong thời gian kéo dài từ 8 đến 12 tháng. Nhưng NATO muốn nhanh chóng tiến hành vì mối đe dọa xâm lược của Nga đang đè nặng các quốc gia Bắc Âu. Canada nói hy vọng sẽ thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan trong vài ngày. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển yểm trợ các chiến binh người Kurd và nhóm mà chính phủ Ankara coi là các tổ chức khủng bố. Một người đàn ông nhận tội giết 5 người tại Na Uy bằng dao và cung tên. Người đàn ông đã nhận tội đâm chết 5 người và định dùng cung tên để giết thêm 11 người khác. Những cuộc tấn công đã gieo rắc nỗi sợ hãi khắp một thị trấn ở Na Uy vào tháng 10 năm ngoái. Các công tố viên cho biết cuộc tấn công xảy ra tại thị trấn Kongsberg, cách thủ đô Oslo 40 dặm về phía Tây, kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ với nghi can tấn công nhắm mục tiêu ngẫu nhiên vào những người đi qua lại trên đường phố, tại một cửa hàng, kể cả người đang ở trong nhà của chính mình. Nhân viên điều tra cho biết bị cáo là Espen Andersen Brasten, 38 tuổi, công dân Na Uy, đã bị bệnh tâm thần vào lúc xảy ra tấn công và lãnh án chăm sóc tâm thần chứ không phải là tù giam. Brasten đã nhận tội bị cáo buộc tại phiên tòa. Bốn người phụ nữ và người đàn ông ở độ tuổi 52-78 bị đâm chết ngẫu nhiên trong những cuộc tấn công ngày 13 tháng 10. Ba người đã bị Brasten dùng cung tên bắn trọng thương. Trước khi xảy ra vụ đâm chém, y đã dành 15 phút để bắn tên vào người qua lại một siêu thị, trúng vào một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Phiên tòa xét xử hung thủ giết người theo kế hoạch kéo dài chừng một tháng. Ngập lụt của vùng Đông Bắc Ấn Độ, nửa triệu người phải di tản. Hơn 500.000 người đã rời khỏi nhà ở tiểu bang Assam, vùng Đông Bắc của Ấn Độ để tránh ngập lụt vì gió mùa mang theo mưa chút xối xả đã làm 7 người chết đuối. Giới chức thẩm quyền Ấn Độ hôm thứ Tư đã cảnh cáo tình hình có thể tồi tệ hơn một trong những con sông lớn nhất thế giới. Brahmaputra từ Tây Tạng chảy vào Ấn Độ và quốc gia láng giềng Bangladesh đã vỡ bờ ở Assam 3 ngày qua, nhấn chìm hơn 1.500 ngôi làng trong biển nước. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Kehap Mahanta cho biết là binh sĩ Ấn Độ đã giải cứu hơn 2.000 người bị kẹt ở quận Hochai. Giới chức thẩm quyền Ấn Độ cũng báo động nguy cơ tăng cao mực nước sông Brahmaputra. Trong khi đó, thì các thành phố khác ở Ấn Độ, đặc biệt là thủ đô New Delhi, đang hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội. Theo điều tra, thì máy bay của hãng hàng không China Eastern bị rơi chính là vì phi công cố ý. Nhân viên điều tra vụ máy bay rơi của hãng hàng không China Eastern vào tháng 3 đang xem xét nghi vấn liệu có phải nguyên nhân tai nạn chết người khủng khiếp này xuất phát từ hành động cố ý của cá nhân, vì tới nay vẫn chưa hề có bằng chứng cho thấy trục trặc máy móc là nguyên nhân.
Theo bài báo của Wall Street Journal thứ ba trích dẫn phúc trình của giới chức thẩm quyền Hoa Kỳ cho biết, số liệu ghi lại trong hộp đen của máy bay cho thấy người ở phòng điều khiển máy bay đã cố tình lao máy bay xuống đất. Tai nạn này là một thảm họa hàng không chết người nhiều nhất của Trung Quốc trong nhiều thập niên, làm tất cả 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hãng sản xuất máy bay là Boeing, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ và Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa bình luận về nhận định này. Tin nói rằng những nhân viên điều tra của NTSB cũng đến Trung Quốc trợ giúp điều tra và xem xét số liệu ghi lại trong hộp đen ở phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ tại Washington. Chiếc máy bay Boeing 737-800 đang bay giữa hai thành phố Côn Minh và Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc, bất ngờ hạ độ cao rơi xuống một dãy núi ở Quảng Tây. Nhân viên điều tra cho biết, phi công lái máy bay đã không hề trả lời những cuộc gọi lặp đi lặp lại của đài kiểm soát viên không lưu trước khi tai nạn xảy ra. Chiếc máy bay lâm nạn của hãng China Eastern Airlines chưa đầy 7 năm tuổi. Trung Quốc cô lập thành phố cảng Đại Liên giáp biên giới Bắc Hàn. Một thành phố cảng quan trọng của Trung Quốc gần biên giới với Bắc Hàn đã khai triển hoạt động xét nghiệm COVID-19 thường xuyên cho tất cả 7.5 triệu cư dân vào lúc quốc gia láng giềng quyết định phong tỏa toàn quốc đang vất vả cố dập tắt đợt bùng phát đại dịch. Trung Quốc đã áp dụng phương pháp kiểm soát nghiêm ngặt Zero COVID-19 khiến cho thủ đô Bắc Kinh rơi vào vòng cô lập, nhốt chặt 25 triệu cư dân Thượng Hải ở tại nhà trong nhiều tuần lễ. Bắc Hàn tuần trước thì đã ghi nhận hơn 1.7 triệu ca nhiễm, buộc Trung Quốc ngay lập tức phải cô lập thành phố cảng Đại Liên, cách biên giới Bắc Hàn khoảng 300 km. Các thành phố khác của Trung Quốc cũng áp dụng các biện pháp hạn chế mọi hoạt động ngay sau khi Bắc Hàn tuyên bố tăng vọt số ca nhiễm COVID-19 mà họ gọi là dịch sốt. Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ chặn đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan ra sao. Người lính Nga thừa nhận đã giết dân thường ở Ukraine như thế nào. Hoa Kỳ bắt đầu nới lỏng trừng phạt Venezuela và sắp ra mắt trung tâm hợp tác giữa Việt Nam cũng như Hoa Kỳ. Và bản tin liên quan tới kinh tế Việt Nam có lấy được đà hồi phục hay không? Xin mời quý khán giả đón xem sau phần bảo trợ thương mại sau đây. Khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ cố ngăn chặn đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn liên tục chặn những cuộc đàm phán về tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, cho thấy mâu thuẫn về vấn đề mở rộng liên minh. Đại sứ NATO ngày 18 tháng 5 gặp nhau với mục đích mở cuộc thảo luận vào ngày Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập. Tuy nhiên, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn nỗ lực đàm phán và nói nước này cần làm việc về một số vấn đề. Một số giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận nước này đã chặn tiến trình đàm phán về việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, nhưng nhấn mạnh Ankara không chặn triển vọng gia nhập liên minh của hai nước Bắc Âu. Chúng tôi không nói rằng họ không thể trở thành thành viên của NATO, và thêm rằng nước này chỉ mong muốn đạt được một thỏa thuận phù hợp mà thôi. Lính Nga thừa nhận đã giết dân thường Ukraine. Trong phiên tòa tại Kyiv, một lính Nga thừa nhận đã sát hại dân thường 62 tuổi ở Ukraine và có thể đối mặt án tù chung thân. Khi được hỏi liệu có thừa nhận các cáo buộc bao gồm phạm tội ác chiến tranh và cố ý giết người, lính Nga Vadim Shishimarin, 21 tuổi, đã trả lời là có tại phiên tòa tại Kyiv, Ukraine hôm 18 tháng 5. Shishimarin đến từ tỉnh Irkutsk ở Siberia, xuất hiện tại phiên tòa với chiếc áo hoodie màu xanh và xám. Binh sĩ này im lặng cúi đầu khi công tố viên đọc các cáo buộc chống lại anh bằng tiếng Ukraine. Thông dịch viên sau đó phiên dịch lại tiếng Nga cho Shishimarin. Ukraine cáo buộc Shishimarin và 4 binh sĩ Nga khác hôm 28 tháng 2 đã đánh cắp một chiếc ô tô của người dân ở Ukraine để rời đi sau khi đoàn xe của họ bị tấn công. Theo những cáo trạng của Ukraine, thì Shishimarin được ra lệnh sát hại dân thường này để ngăn ông báo cáo về sự xuất hiện của binh sĩ Nga trong khu vực. Binh sĩ 21 tuổi bị tố đã dùng súng trường Kalashnikov nhắm bắn từ ô tô, khiến cho dân thường Ukraine thiệt mạng. Hoa Kỳ dần nới lỏng trừng phạt Venezuela. Hoa Kỳ đang nới lỏng một số những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nhà cầm quyền Venezuela nhằm tạo điều kiện cho những cuộc thảo luận sâu hơn về dầu mỏ.
Phó Tổng thống Venezuela là Delcy Rodríguez đã xác nhận quyết định nới lỏng trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ cho phép các công ty dầu khí Hoa Kỳ và Âu Châu được đàm phán để khởi động lại hoạt động tại Venezuela. Bà nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chính phủ là bắt đầu con đường hướng đến dỡ bỏ hoàn toàn những lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng tới người dân Venezuela. Trước đó, một giới chức cấp cao Hoa Kỳ giấu tên cho biết việc nới lỏng lệnh trừng phạt với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro là được thực hiện theo yêu cầu của phe đối lập để hỗ trợ cho họ quay lại đàm phán tại Mexico City. Phần tin về Việt Nam sắp ra mắt Trung tâm Hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết rằng Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 24 tháng 5 tới. Trong thông báo hôm 17 tháng 5, thì Đại sứ Mỹ quán Mỹ cho biết là Trung tâm sẽ cung cấp không gian cũng như những tài liệu học tập hàng đầu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và công chúng tới đây để kết nối, tương tác trong một môi trường học tập hiện đại và sáng tạo. Trung tâm cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động miễn phí như các lớp học tiếng Anh, đào tạo kỹ năng mềm, các lớp thảo luận nhóm, các câu lạc bộ, các chương trình tương tác trực tuyến, các bài giảng và thuyết trình về văn hóa, giáo dục, môi trường và nhiều chủ đề khác. Đại sứ quán Mỹ cho biết, học viện này cho biết thêm là trung tâm sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của diễn giả đến từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết trình, giảng dạy về Hoa Kỳ học, tiếng Anh, văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. JustGiving thu 14.000 bảng Anh để giúp cho gia đình thanh niên người Anh thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Quảng Nam. Trang mạng JustGiving thu được tổng cộng 13.000 bảng quyên góp trong vòng 3 tiếng đồng hồ giúp hồi hương thi thể thanh niên Lancaster tử vong vì tai nạn giao thông Việt Nam. Hai nạn nhân người Anh tên là Denver Barfield, 24 tuổi và Beth Thompson, tốt nghiệp trường Đại học Leicester, tử nạn khi cùng đi trên chiếc xe gắn máy không may gặp tai nạn ở Quảng Nam vào ngày thứ hai đầu tuần này. Mẹ của Denver là bà Desi cho biết đã nhận được điện thoại của người tự xưng là nhân viên điều tra Việt Nam nói rằng hài cốt con trai bà sẽ được hỏa táng trừ khi cung cấp 12.500 Mỹ Kim chi phí hồi hương thi thể của con trai về lại nước Anh. Nhóm bạn của Denver thiết lập trang JustGiving nhận được 14.000 bảng Anh tiền quyên góp sau 3 tiếng đồng hồ. Denver đã khởi đầu chuyến du lịch vòng quanh Á Châu kéo dài 4 tháng và dự trù sẽ đến Perth, Tây Úc trước khi bắt đầu đảm nhận chức vụ giám đốc kinh doanh ở London vào tháng 7. Denver Barfield, 24 tuổi và Beth Thompson chở nhau đi trên xe gắn máy từ khách sạn Cửa Đại thuộc thành phố Hội An đến điện bàn mua thức ăn, không may tông vào cột đèn đường và tử nạn. Theo như Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đang lấy được đà hồi phục. Ngân hàng Thế giới name World Bank mới đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam đang lấy lại được đà phục hồi bất chấp là bất định toàn cầu gia tăng. Trong bản báo cáo có tên gọi là Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2022 ra ngày 11 tháng 5, World Bank viết rằng sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 mới được công bố giảm mạnh trong tháng 4. Ngân hàng Thế giới nói thêm rằng xu hướng di chuyển và hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng lần lượt từ 9,4% và 12,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tốc độ trước đại dịch. Tổ chức tài chính này cho biết là ngân sách nhà nước của Việt Nam ghi nhận tháng bội thu thứ tư liên tiếp do kết quả thu vững chắc trong điều kiện nền kinh tế vận hành tốt và chi ngân sách giảm. Dù cho kinh tế Việt Nam đang lấy lại được đà phục hồi, theo như World Bank, thì cấp có thẩm quyền cần thận trọng với lạm phát và rủi ro nhu cầu toàn cầu yếu hơn và gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế. Người Hoa Kỳ gốc Đài Loan biểu tình ở miền Bắc California phản đối lệnh trần Đài Loan gia nhập WHA. Đại hội đồng Y tế Thế giới WHA đã kết thúc tại North California với kết quả cho thấy Đài Loan không được tổ chức này tiếp nhận. Trước đó, ngày 14 tháng 5, các tổ chức Đài Loan tại vùng vịnh San Francisco và Sacramento của California tập họp trước tòa thị chính San Francisco kêu gọi WHA ủng hộ đơn xin gia nhập của Đài Loan. Người đại diện của tổ chức này cho rằng Đài Loan không nhận được lời mời tham dự WHA trong suốt 6 năm liên tiếp là một hành vi bất công không chỉ đối với người Đài Loan mà đối với thế giới đang có 14 trong số 200 bệnh viện cao cấp nhất hành tinh tọa lạc ngay tại lãnh thổ Đài Loan.
Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng là phần tin cuối cùng trong chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi chiều ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance với hơn 10 năm trên thị trường cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm và đại diện cho rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân đến tất cả quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã ủng hộ và đồng hành với Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt để mang rất nhiều những món quà ý nghĩa đến cho những mảnh đời bất hạnh đau thương và xây dựng đồng loạt những cây cầu, những mái nhà tình thương hay giếng nước sạch tại các ngôi chùa ở Việt Nam. Mọi chi tiết quý vị có thể đón xem trên đài IBC TV, trên Facebook Hoa Sen Việt hoặc là quý khán giả có thể liên lạc tới số điện thoại 714-892-5400. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý vị và những người thân yêu vô lượng an lạc.